là các đơn vị cần trang bị gọn nhẹ lên lực lượng đổ bộ đường không Liên bang Nga cần các loại vũ khí uy lực nhưng gọn nhẹ và phải có khả năng đổ bộ bằng dù. Một trong những loại vũ khí được thiết kế với khả năng như vậy là tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp tự hành Sozna. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013, tổ hợp Sozna được trang bị đạn tên lửa đánh chặn 9M337 dẫn đường theo cơ chế bám trùm laser với tốc độ đánh chặn tối đa lên đến 900m/giây, tầm bắn tối đa tới 10km, trần cao đánh chặn tới 5km. Sozna được coi là vũ khí phòng không tầm thấp thay thế các tổ hợp Strela 10 đã lạc hậu. Toàn bộ các thành phần của hệ thống như trạm trinh sát, quân điện tử và 12 ống phóng kiêm bảo quản dành cho tên lửa đều được đặt trên khung gầm xe thiết giáp bánh xích MTLB, độ cơ độ cao và còn có khả năng lội nước. Thiết bị quang điện tử có thể dẫn bắn tên lửa phòng không tiêu diệt mọi mục tiêu trên bất kể ngày đêm hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cũng như các biện pháp gây nhiễu chủ động. Nó còn bảo vệ được các đơn vị bộ binh trong bất kỳ tình huống tác chiến nào, kể cả đang hành quân. Mỗi khẩu đội Sozna hoàn chỉnh gồm bệ phóng tự hành, radar, hệ thống dẫn đường, camera ảnh nhiệt giúp tác chiến bất kể ngày đêm trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Nhờ thiết kế dạng module, tổ hợp Sozna có thể lắp trên một nền tảng khác hay bố trí cố định. Nhờ sự gọn nhẹ của tổ hợp, Sozna có thể phù hợp để đổ bộ bằng dù và theo kèm bảo vệ các đơn vị đổ bộ đường không trong các nhiệm vụ chiến đấu. Hiện tại, tổ hợp Sozna là vũ khí phòng không độc nhất vô nhị trên thế giới với khả năng đổ bộ đường không, với kíp chiến đấu đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu ngay khi tiếp đất.